trong năm bạn Bu nhà mình tiếng Anh đã kém nên điểm lẹt đẹt, coi như mất gốc luôn ý, vì bạn không thể theo kịp kiến thức. Mặc dù cũng học Đông học Tây suốt nhưng lớp đông quá nên cũng không thể tiếp thu được nhiều đâu. Thế nên hè đến mình phải tham khảo và lựa chọn cho con tham gia học tiếng Anh tại Pantado, và chỉ sau mấy tuần nghỉ hè bạn đã nạp được kha khá kiến thức và tự tin hơn rồi đây. Pantado là thương hiệu tiếng Anh một thầy một trò nổi tiếng từ năm 2016 với hơn 30.000 học viên trên khắp cả nước theo học. Yên tâm hơn, Pantado được giới thiệu và bảo chứng thương hiệu bởi chuyên gia giáo dục Phan Hồ Điệp và thần đồng Đỗ Nhật Nam nên mình thấy tin tưởng lựa chọn hơn. Học viên sẽ được học một kèm một thông qua phần mềm của công ty với các thầy cô giáo viên giỏi. Đây là khóa học tiếng Anh tích hợp trí tuệ cảm xúc EQ, chương trình phù hợp trong độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi, giúp trẻ phát triển toàn diện các kỹ năng nghe nói đọc viết, và quan trọng các thầy cô truyền cảm hứng học tiếng Anh cho các con nên các con rất hào hứng khi tham gia buổi học. Với chương trình học online, mô hình lớp học 5 kèm 1 chỉ có tại Pantado, đội ngũ giáo viên giỏi có chuyên môn, kinh nghiệm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nên các con theo học sẽ được bám sát và đôn đốc học để có hiệu quả tốt. Trong quá trình giảng dạy, Pantado áp dụng phương pháp 3P để giúp trẻ em hiểu và nắm vững kiến thức tiếng Anh. Giáo viên tại Pantado sử dụng các công cụ trực quan như hình ảnh, video và các hoạt động tương tác để giới thiệu từ vựng và ngữ pháp mới cho các con trong giai đoạn presentation. Trong giai đoạn practice, con được tham gia vào các hoạt động thực hành để rèn kỹ năng ngôn ngữ. Cuối cùng, trong giai đoạn production, con được khuyến khích sử dụng tiếng Anh trong các tình huống thực tế và các con bắt buộc phải vận dụng sự sáng tạo của mình vào chương trình học. Chương trình học này đang được rất nhiều phụ huynh lựa chọn cho con theo học, và trong đó có cả mình đấy. Lựa chọn học với Pantado, các con sẽ được trang bị vốn kiến thức tiếng Anh vững hơn để chuẩn bị cho năm học mới, và thích hơn là mình không còn phải vất vả nắng nóng đưa con đi học nữa đâu. Với chương trình học kèm này, con sẽ tiếp thu kiến thức tốt nhất và ghi nhớ nhanh ở các tình huống các thầy cô đưa ra. Cứ nhìn con tham gia học sôi nổi hào hứng như này là mẹ thấy vui rồi. Mình đã lựa chọn đúng chương trình học cho con rồi đấy. Có bố mẹ nào mà vẫn chưa tìm được chương trình học tiếng Anh phù hợp cho con thì tham khảo Pantado này đi. Với bạn Bun, mình thấy cải thiện hơn nhiều rồi. Các bố mẹ có thể đăng ký cho con học thử ngay đi. Đường link đăng ký mình gắn ở bio nha.